Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 0.04 token Zofi. Để tham gia ngày hôm nay, bạn click link mô tả mở Telegram ra bấm nút start chatbot nè bạn. Chương trình góp này nó sẽ phong phú vào 2021. Rồi tiếp tục thì các bạn lướt cấp trai nha các bạn. Bằng 5.17. Các bạn gửi chatbot nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ một token Z1 này khoảng 2.000 đô ít. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join cái group pin chơi nha các bạn. Nhỏ cái token này chứ. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Đây mình bước xong cái list nào ta? Không chắc nữa nè. Rồi các bạn bắt đáp lại người ta các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join kênh seller người ta các bạn. Này chắc dự án thấy chắc chưa lý sàn quá. Rồi các bạn join tiếp nha các bạn. Không có thông tin lý sàn nào hết. Rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn follow về Twitter nha các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Hiện tại vì website của nó lỗi chính tả cho nên mình đăng nhập vào không được, mình không có thể chép được. Rồi bạn bấm theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like và tweet lên các bạn. Test lại nha các bạn. Rồi con này chắc chưa đích sàn các bạn ơi, không thấy đích sàn gì hết. Rồi bạn bấm đáp lại các bạn. Rồi các bạn bấm ta tắt nha các bạn. Sau này token này có về thì mình sẽ làm một cái video thông tin cho tất cả các bạn nha. Rồi tất cả các bạn thì các bạn bấm full Broket nó mũi tên đi vô tiết á. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn. Thì các bạn cũng mở tại Twitter của tất cả các bạn ra, các bạn copy username tất cả các bạn nha các bạn. Cộng MMO Ngọc Anh nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với ETH, các bạn dùng địa chỉ với Chocolate, Mycer Wallet, Metamask, Intercan, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nhé. Xin gần của mình vào 2021 là có nhiều token về lắm các bạn. Tại vì mình làm dự án hơi lâu dài. Rồi các bạn bắt đặt lại. Rồi các bạn dán vào, mọi người bot nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ là gì lấy mình ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nhận thêm tiếp cận các bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.